À, chào các bạn, hôm nay tôi quay cái clip này để nói về cái tỷ trọng giữa hòa âm và tiết tấu. Vì vừa rồi thì qua những cái lớp các bạn tới trực học trực tiếp tôi, và cũng có những bạn qua Zoom rồi gửi email thì hay hỏi tôi về cái hòa âm, rồi cái hợp âm này, hợp âm kia. À, dùng chỗ này hợp âm này, chỗ kia hợp âm kia như thế nào. Thì tôi hiểu vấn đề này vì chính tôi cũng đã trải qua cái chuyện này. Tức là chúng ta cảm thấy thích thú khi mà học hòa âm hoặc là cái hợp âm này hợp âm kia. Và cái cách chúng ta học là thường chúng ta lại tính toán, ta biểu là cái này bật mấy, rồi cái kia là có những cái này cái kia. Chúng ta chuyển cái nghe thành một cái chuyện tương đối là tính toán trên giấy tờ. Tại sao chúng ta làm vậy? Vì nó cảm giác, nó đưa cho chúng ta cảm giác là chúng ta có thể kiểm soát được tình hình. Vì vì tôi tính trên giấy thì tôi kiểm soát được tình hình, thì cái đó thật ra không phải. Để chuyện là mình tính là một chuyện nhé, cái chuyện mình nghe nó như thế nào, đúng không? Thì cái đó là về 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 cái chuyện hòa âm. Nhưng cái đó nó không quan trọng bằng cái là tôi nhắc đi nhắc lại nhiều lần, và trong cái chuỗi clip và tôi làm chơi cho vui, là tôi lấy một bài chỉ đơn thuần ở cái giọng đô trưởng thôi, và tôi bóc đại một cái hợp âm nào đó, hợp âm thứ trưởng bảy, và tôi dùng vào trong cái bài đó. Và tôi nhắc lại nhiều lần, tôi có nói nhiều lần là thật ra chúng ta nhìn cái hòa âm ấy, chúng ta đừng nhìn một cái vào từng cái hợp âm ở vào một chỗ nào đó, mà âm nhạc nó là cái nó đi theo cái thời gian này. Cho nên là chúng ta nhìn hòa âm là chúng ta nhìn cái đi từ đâu tới đâu. Chúng ta nó gọi là cái harmonic movement, không là một cái nó đi như này. Âm nhạc chúng ta không thể dừng cái thời gian lại, cái thời gian là một chiều kích bắt buộc phải có trong âm nhạc. Nhưng chúng ta không thể suy nghĩ bằng cái cách là chúng ta dừng ngay cái chỗ này xong chúng ta lý luận ở một chỗ này. Những cái mà tôi nghĩ là nó không đúng về trong cái cách mà các bạn học là chính tôi đã trải qua rồi. Cho nên tôi biết rất rõ chuyện này. Không? Vì vì mình đã phạm sai lầm đó thì mình biết chứ. Thì đó là một chuyện về cái cách chúng ta nhìn vào cái hòa âm như nào. Nhưng tôi nghĩ nó không 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 nghiêm trọng bằng cái cách là chúng ta đặt quá nặng vào cái chuyện hòa âm. Nên có những bạn cứ viết cho tôi biểu là muốn học hòa âm, mà tôi cứ phải nói lại là thật ra cái hòa âm nó không quan trọng lắm đâu. Và nó tương đối dễ. Tất nhiên tôi không muốn nói là một cái hòa âm quá khủng khiếp, tôi chỉ muốn nói là một cái hòa âm chúng ta dùng như những người chơi nhạc amateur bình thường, thì nó là cái chuyện chúng ta có thể học được, nó không quá quan trọng. Cái mà tôi nghĩ là chúng ta nên tập trung nhiều hơn, dành nhiều thời gian hơn chính là cái tiết tấu. Và một lần nữa chính tôi cũng mắc cái sai lầm này. Lúc đầu thì tôi cũng muốn học hòa âm như tôi nói là chúng ta cảm giác là chúng ta kiểm soát được, chúng ta có thể tính toán được, và chúng ta có thể thế này thế kia. Trong khi cái tiết tấu thì chúng ta làm sao? Chúng ta không có cách gì hết. Đó. Và chúng ta phải nghe, vì nó liên quan tới cái chuyện chúng ta nói to, đánh to, tê, đánh nhỏ, đánh dài, đánh ngắn. Nghĩa rồi cái dynamics nó như nào chúng ta không thể diễn tả được. Cái chỗ nào to, chỗ nào nhỏ, không có cái cách gì diễn tả trên giấy được hết. Không có một cách gì, mặc dù người ta mới ở chỗ này chơi to, chỗ này chỗ nhỏ, người ta có ký hiệu, nhưng mà không có cái cách gì là đủ hết. Cái ký hiệu đó cực kỳ thô sơ thôi. Chúng ta chơi nhạc hiện đại, những cái nhạc pop, nhạc gì ở kia thì nó xuất phát từ nhạc jazz. Nhạc jazz là cái cuộc hôn nhân giữa hòa âm của bên nhạc cổ điển và tiết tấu của người Da Đen. Và chính là nhạc jazz, cái hấp dẫn của nó là cái tiết tấu.
trên các bạn có chơi cái nhạc hiện đại rồi các bạn biểu là đánh điệu này điệu kia điệu nọ thì cái nó đều là, các bạn thấy có cái trống người ta gọi là trống jazz là vậy. Nếu không có nhạc jazz không có cái trống đó, và nếu không có nhạc jazz các bạn cũng sẽ không có bất kỳ một cái nhạc pop về sau này chúng ta nghe không? Từ rock rock and roll cho tới R&B, hip hop cho tới tất cả mọi thứ chúng ta sau này nếu không có nhạc jazz không có tất cả những cái đó. Và những cái nó khác biệt nhau ở chỗ nào, ở tiết tấu chứ không phải ở hòa âm. Hòa âm các bạn có thể chơi bất cứ cái gì nhưng cái tiết tấu mới làm nên đặc sắc của mỗi cái dòng nhạc đó. Nhạc rock tại sao nó có cái tiết tấu của nhạc rock, rock and roll hay hip hop hay bất cứ một cái gì đó, đó là tiết tấu làm nên cái dòng nhạc đó chứ không phải hòa âm. Cái này tôi cứ nói phải bắt buộc phải nói đi nói lại về chính tôi cũng phạm cái sai lầm này. Tôi chỉ có ý thức được cái quan trọng về 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 tiết tấu để độ chừng khoảng chục năm nay đó chứ không 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 nhiều. Hồi trước tôi có đọc một quyển sách mà tôi tìm lục lại không thấy vì vì sách tôi để ở chỗ bố mẹ rồi. Một quyển sách cái ông viết sách là một cái ông viết về lịch sử nhạc jazz mà viết cái quyển đó tôi không biết tôi để đâu để có à. Thì ở đây tôi có vớ được ở trên tôi nhìn ở trên cái sách thì có cái quyển này thì ở đây bằng tiếng Đức thì cái này nó hơn 600 trang thì đây là cái quyển mà không những ở Đức mà ở thế giới người ta công nhận vì cái ông này thì cái ông mà ông người đầu tiên tạm xem là một cái người đầu tiên có nghiên cứu hệ thống về cái nhạc jazz sẽ như thế nào. Rồi cái quyển này là cái nói về cái chuyện nghe cảm thấy nhưng mà tôi còn một quyển nữa mà tôi không biết ở đâu là viết là cái tựa là tạm dịch là khởi đầu là tiết tấu có nghĩa là mọi thứ nó bắt đầu là từ tiết tấu từ cái thuở xa xưa mà chúng ta gọi là ăn lông còn ăn lông ở lộ cái thứ đại cả như vậy. Các bạn khi các bạn chơi nhạc ra thì khi tôi nghe một người chơi tôi có thể biết là người ta thường nghe cái nhạc nào. Vì sao không biết không? Vì qua cái tiết tấu chứ không phải qua cái hòa âm. Cái hòa âm các bạn có thể bỏ bất cứ cái gì nhưng cái tiết tấu các bạn không không giấu được. Khi các bạn nghe cái nhạc nào thì các bạn chơi lại cái nhạc đó, các bạn nghe nhạc kiểu nào các bạn chơi lại thì cái phần lớn là cái tiết tấu nó sẽ thể hiện ra cái đó. Cái tiết tấu các bạn không bắt chước được đâu. Đó. Cũng giống như cái giọng nói mình, ví dụ tôi là cái giọng nam pha pha bắc gì đó. Không, có thể phần nam nhiều hơn hay là có nhiều người nói tôi là giọng miền Trung. Cái đó cái nó không quan trọng mà là cái này là cái mình nghe như thế nào mình sẽ nói được. Các bạn ở miền Bắc thì các bạn sẽ nói giọng Bắc là vì lý do đó. Ở miền Nam các bạn sẽ nói giọng miền Nam thì là cái đó là cái chúng ta nghe đó. Cái hòa âm các bạn có thể gọi là cọc dê đó. Các bạn có thể lấy ở đâu đó hoặc là ai chỉ với các bạn nhưng cái tiết tấu các bạn nghĩ là các bạn bắt chước được nhưng mà không phải đâu. Cái người nào nghe tin người ta sẽ nhận 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 thấy ngay các bạn là cái ở đâu ra ngay. Ví dụ các bạn học cổ điển guitar cổ điển mà các bạn không có chơi mà những cái nhạc hiện đại nhiều khi các bạn chơi ra các bạn nghĩ là các bạn đánh swing cái đó không phải các bạn nghĩ thôi chứ còn đánh ra cái người nghe người tin người ta biết ngay. Giống như các bạn giả tiếng các bạn nhái cái giọng này các bạn người nam mà các bạn giả giọng bắc các bạn có giả có thể người nam người ta không không nghe được chứ người Bắc người ta nghe người ta biết ngay. Thí dụ các bạn giả giọng Huế, thí dụ tôi nghe có thể tôi không không nhận được chứ mà người Huế người ta nghe người ta lắc đầu ngay, người ta biết ngay cái thằng giả. Mà
tôi nói lại, giả sử đối với tôi lại thì cái tôi muốn chơi bản nhạc thì đầu tiên tôi nghĩ về tiết tấu, tôi không có nghĩ về hòa âm. Hòa âm là cái thứ yếu đối với tôi thôi nha, là trước sau gì tôi không có, nhưng mà tôi phải để cái tiết tấu nó dẫn dắt cái bài nhạc đó. Tôi không hy sinh tiết tấu vì tôi muốn bỏ thêm một hai ba cái hợp âm vô làm gì hết. Cái chuyện đó nó không quan trọng, cái tiết tấu phải là cái dẫn dắt, và cái đầu tiên là cái tiết tấu cái đã, rồi tính sau. Tôi biết nói là chuyện này nó không khó thuyết phục được các bạn, vì chính tôi cũng đã là cái người mắc cái sai lầm này đâu. Nhưng mà nếu tôi không nói mà các bạn học chơi nhạc và cứ chìm đắm vô cái hòa âm thì bạn quên đi cái tiết tấu, và tới một lúc nào đó các bạn muốn quay lại rồi nó rất khó, bởi vì cái tiết tấu đòi hỏi một cái thời gian, và không không đơn giản như mình nghĩ đâu. Mà tới lúc các bạn muốn quay lại thì là khó, rất khó. Cái hơn nữa tôi muốn nhắc là các bạn phải nghe nhạc, các bạn không thể nào không nghe nhạc mà các bạn chơi ra được một cái gì mà hay ho. Các bạn muốn nói hay, các bạn muốn viết ra hay, các bạn phải đọc sách. Các bạn không thể không đọc sách mà các bạn trở thành nhà văn được. Tôi chưa từng thấy có một cái nào là như vậy nè. Đó, mình muốn chơi nhạc tốt thì mình phải nghe nhạc. Tôi không muốn nói là các bạn phải nghe nhạc này, phải nghe nhạc kia. Các bạn nghe cái nhạc nào mà các bạn thích đó. Còn trở lại cái chuyện các bạn cái tưởng tượng, tôi chợt nghĩ ra, giả sử cái tiết tấu các bạn nó có nghĩa này là nó nhàm chán nha. Tức là nó có hai loại, là các bạn một mặt các bạn có một cái vốn từ và hòa âm, nhưng đằng sau đó các bạn phải để ý nó có một cái vốn từ về tiết tấu nữa. Đó, các bạn phải có, chứ nếu cái tiết tấu các bạn mà nó cứ nhàm chán thì các bạn cái hòa âm các bạn như thế nào, thì giả sử tôi chỉ dám nói về riêng tôi thì tôi nghe tôi vẫn tôi chẳng thấy, tôi cảm thấy một cái gì cả. Nếu các bạn kia Nếu mà các bạn cứ chơi như vậy mãi mà, thì các bạn bỏ, các bạn dùng hòa âm như nào, các bạn học âm như thế nào nó cũng vậy, nó chẳng có một cái sức sống gì đối với tôi là như vậy. Có thể tôi nói và đụng chạm nhiều người, nhưng mà biết làm sao vậy, cái chuyện mình thấy hay thì mình nói hay, cái chuyện mình thấy dở thì mình nói dở vậy thôi. Đó là cái ý kiến của mình thôi, nó chẳng có cái ý đồ là xúc phạm ai cả. Thì nó là như vậy, để mà chốt lại gì, chúng ta có một cái từ vựng ngoài hòa âm, chúng ta chơi bài nhạc đúng không, chúng ta có cái từ vựng hòa âm, nhưng chúng ta cũng phải có cái từ vựng về tiết tấu nữa. Từ vựng với tiết tấu mà chúng ta nhiều thì cái đó mới là cái linh hồn và khi chúng ta chơi, theo tôi là như vậy. Rồi xin cảm ơn.